Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trích Di Phương, Trinh Âu Yếm ôm chặt Bằng Kiều khi cùng nhau đi du lịch châu Âu. Trên Facebook cá nhân, Phương Trinh chồng mới thu hút đông đảo sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trong bức ảnh. Giọng ca cả một trời thương nhớ ôm eo và nép vào vòng tay chồng mới. Ngay sau khi chia sẻ, cặp đôi nhận được rất nhiều lời khen cho sự đẹp đôi cũng như lời chúc phúc từ người hâm mộ. Kể từ khi công khai mối quan hệ với doanh nhân, cả Trích Di lẫn nam ca sĩ Sài Gòn liên tục gần với nhau như hình với bóng và không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Cả hai không ngừng dành cho nhau những lời lẽ âu yếm hay những cử chỉ lãng mạn khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Vừa qua, chồng doanh nhân còn gây chú ý khi hộ tống đại gia đình người yêu đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng khiến các fan đoán giả đoán non cả hai sớm về chung một nhà trong một ngày sắp tới. Sau 6 năm ly hôn, Trích Di Phương Trinh đã tìm được hạnh phúc mới. Cô xúc động chia sẻ chuyện tình yêu và đồng thời xin phép Bằng Kiều cho người đàn ông ấy được dạy dỗ các con khi nam ca sĩ vắng nhà. Hôm nay, ngày 29 tháng 10, cặp vợ chồng đình đám một thời, Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh khiến nhiều người bất ngờ về câu chuyện hậu ly hôn. Cụ thể, trên trang cá nhân, Trích Di Phương Trinh lần đầu chia sẻ về người đàn ông đặc biệt khiến cô chịu mở trái tim mình một lần nữa. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm ly hôn cô công khai chuyện tình. Nhưng điều đặc biệt, Trích Di Phương Trinh thể hiện sự trân quý dành cho Bằng Kiều. Cô xin phép chồng cũ cho người đàn ông ấy được chăm lo, dạy dỗ các con khi nam ca sĩ vắng mặt. Xin phép ông bạn Bằng Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ sẽ không bị chia sẻ mà ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Trích Di Phương Trinh nhắn gửi, nữ ca sĩ tâm sự, cô từng dặn lòng sẽ không yêu ai nữa vì thỏa mãn với hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng rồi người đàn ông đặc biệt ấy bỗng dưng xuất hiện, khiến cô mạnh dạn mở lòng thêm một lần. Anh đã đến đúng lúc, trong những chuỗi ngày đau buồn và hụt hẫng nhất trong đời anh đã làm bờ vai cho em tựa, ở bên cạnh để an ủi và lo cho bố mẹ con em. Vòng tay anh đã mở rộng để ôm mấy mẹ con em vào lòng và cho em cảm nhận được như thế nào là tình yêu. Một người phụ nữ mạnh mẽ rất khó để yêu vì họ rất ngang ngược và có vẻ bất cần. Nhưng anh đã có đủ sự kiên trì và nhẫn nại để làm cho em hiểu được trong tình. Yêu phải có sự hy sinh. Ai cũng nói tìm người đàn ông có trái tim đủ lớn để yêu luôn mẹ lẫn con như mò kim đáy biển và em cũng hiểu được điều đó. Vì vậy, bao nhiêu năm nay em vẫn kiếm tìm cho đến ngày em gặp được anh. Trích Di Phương Trinh viết, đồng thời Trích Di Phương Trinh cũng cho biết, bạn trai chiếm được cảm tình của ba cậu con trai. Điều này không phải ai cũng làm được. Là một người phụ nữ từng trải, để lấy được trái tim em không phải dễ mà lấy được trái tim của ba đứa nhỏ lại càng khó hơn, nhưng anh đã làm được điều mà ít người đàn ông khác làm được. Vợ cũ Bằng Kiều viết những người đeo đuổi em không ít và phần đông họ chỉ yêu những thứ hào nhoáng bên ngoài mà họ nhìn thấy. Nhưng anh thì hơi khác người, anh toàn chọn những khuyết điểm của em để mà yêu. Và đây là thêm một lý do nữa để em quyết định gật đầu trao trái tim. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại em cảm thấy khoảng trống trong em bao lâu đã được khỏa lấp và cảm ơn anh đã đến đúng lúc. Đúng thời điểm khi em cần một bờ vai để nương tựa, nữ ca sĩ viết thêm. Phía dưới bài chia sẻ của Trích Di Phương Trinh, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc mới và dĩ nhiên không thể thiếu Bằng Kiều. Nam ca sĩ gửi lời chia vui đến vợ cũ và cảm ơn vì luôn dành cho nhau sự tử tế, vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Cuộc đời này không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con. Vì bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi. Và luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba thiên thần mà đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì tụi nó. Một lần nữa, chúc mừng và cảm ơn bà bạn. Bằng Kiều viết, sau hôn nhân đổ vỡ, Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc các con. Năm 2017, Bằng Kiều có tình yêu mới với Hoa hậu Dương Mỹ Linh nhưng cả hai cũng đã chia tay sau đó. Nam ca sĩ hiện tập trung phần lớn thời gian vào công việc chăm con,
vẫn đi hát ở cả Mỹ và Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.